Nam diễn viên xin lỗi, anh yêu em qua đời ở tuổi 37. Hàn Quốc, nam diễn viên trong phim xin lỗi, anh yêu em vừa qua đời ở tuổi 37 sau thời gian điều trị ung thư. Tờ Herapop đưa tin tối ngày 20 tháng 7, diễn viên Trung Lim đã qua đời ở tuổi 37 sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư trực tràng. Người thân, bạn bè, đồng nghiệp đau xót trước sự ra đi của nam diễn viên phim xin lỗi, anh yêu em. Cho Min A, cựu thành viên nhóm The Worry, chia sẻ trên trang cá nhân, Trung Lim là chàng trai sở hữu ngoại hình sáng. Nụ cười của anh ấy vương vấn tâm trí tôi. Tôi tiếc nuối vì không còn được thấy nụ cười đó nữa. Diễn viên Trung Lim sinh năm 1986. Anh từng tốt nghiệp Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc. Nam diễn viên nổi tiếng với một số vai trong phim Xin lỗi, anh yêu em, 2004, Dream, 2009, Smile, Mom, 2010. Ngoài ra, Trung Lim còn đam mê âm nhạc. Anh chính thức phát hành sản phẩm âm nhạc đầu tay Step năm 2009. Năm 2021, nam diễn viên làm việc cho công ty Moto.